Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến bài số 28 trong chuỗi các cái video về đọc hiểu gptn 2 Bài ngày hôm nay mình sẽ bắt gặp là một bài dạng vừa uh, hiểu về cái nội dung để mà tìm đáp án. Các bạn nhớ làm đáp án trước khi mà check cái phần nội dung ngày hôm nay nhé Câu hỏi của mình thì bao gồm có 3 câu hỏi. Mình sẽ đọc từng cái câu hỏi, sau đó là phân tích cái phần nội dung của bài theo các câu hỏi nha. Câu 1 sẽ là Dai các xe ta chỉ wa Nani o mokute to shite kai o ka. Có nghĩa là những cái người sinh viên Các cái bạn học sinh sinh viên Thì đã tạo ra các cái công ty Với cái mục đích gì Thì bây giờ mình sẽ cùng đọc cái phần nội dung của cái bài Để xem xem là Người ta đang giải thích với cái mục đích gì nhé Nihon no Dai các kuse wa Kopi o toru kikai ga oi các um, bạn học sinh sinh viên ở Nhật thì có nhiều cái cơ hội để mà uh, copy này. Copy đi uh, và tai te 1 mai 10 yên de keste takaku wa nai. tai te đây là đại thể hoặc là đại khái uh, tiền uh, phí copy thì một tờ là khoảng tầm 10 yên nên là nó hoàn toàn nhất định là không có cái chuyện là đắt đúng không? Keredo mo Uh, mai ga oi tame Daigakuse ni totte wa Sorenari no futa ni naru Thế nhưng mà tame đây là vì có rất là nhiều tờ Nên là đối với sinh viên Thì nó khá là futa ni naru Futa naru là một cụm Gọi là nó sẽ tạo cái gánh nặng Hoặc là đem đến cái gánh nặng cái sonari ở đây nó dùng trong trường hợp để nhấn mạnh cho cái danh từ hoặc là cái ý ở đằng trước à, thì cái ý ở đằng trước của mình ở đây là do có rất là nhiều tờ để photocopy thế nên là bản thân cái uh, việc đó nó đã gây gánh nặng đối với những cái bạn uh, sinh viên. Copy ga yasuke sumeba mosukoshi <laughs> juyuu no aru sẽ ga được kamo serenai Yasuku sumeba là nếu như mà có thể làm rẻ đi cái số tiền copy photocopy thì là sẽ uh, có thể là khắc serenai đúng không sẽ có thể là uh, có được cái cuộc sống các uh, se là cái cuộc sống của học sinh sinh viên thì có thể uh, sống một cách gọi là yoju ga ở đây là có một chút gọi là dư giả hơn một chút uh, cái se chữ gạo okure được là một cụm từ người các bạn Nó sẽ đi liền với nhau là sống một cái cuộc sống như thế nào đấy à, Tiếp đến là cái đoạn ở đằng trước là Joyu Noa Rự Thì nó có hai nghĩa, một cái là dư giả về mặt thời gian Hai là dư giả về mặt tiền bạc Thì trong cái trường hợp này nó là dư giả về mặt tiền bạc nha Kono yo na jizo o jikkan dai daikuk seita chi ga Gonin atsumate muryo de kopi ga Toreru kopi ki o daigaku ni setchi suru kaisa o hajime Uh, với cái di là với cái tình trạng hoặc là cái tình hình kiểu như vậy dịch càng tạ là cảm nhận được cái hiện trạng đấy cái sự tình sự việc đấy và nó sẽ bổ nghĩa cho đai các ta chỉ là chủ ngữ vậy mình sẽ hiểu là um, các cái bạn sinh viên đại học cảm nhận được rất là thực tế cái sự việc hay là cái sự tình như thế này nên là đã tập họp năm người lại này rồi bắt đầu hajime này bắt đầu tạo ra một cái công ty setchi sư là đặt một cái máy photocopy ở các cái trường đại học cái máy photocopy này thì là copygat tore là có thể photocopy một cách miễn phí và đã et tự là nhận được cái sự đánh giá rất là cao thì đọc đến đó chúng ta đã làm được cái câu số 1 của cái bài này rồi Đó là cái mục tiêu của cái việc tạo ra cái công ty này của các cái bạn học sinh, sinh viên là gì Thì nó chính là cái ý mà À, khi mà có quá nhiều cái uh, tiền giấy photocopy thì là sẽ gây cho cái gánh nặng uh, đối với sinh viên nên là năm cái bạn học sinh này đã uh, thành lập công ty này đúng không uh, thiết lập một cái máy photocopy mà có thể copy được miễn phí ở trường đại học mục đích của nó chính là để giảm cái phư tan cho sinh viên thôi nên là án của mình nó chính là cái số 3 này đai các xe nộ đai nộ tan ga cự nào được cố tụ là nó sẽ làm giảm đi cái gánh nặng về cái tiền phí photocopy của sinh viên còn các cái là còn lại mình sẽ loại như thế nào đây ạ à. có một này đây các cái <laughs> ni copy dai no chia cửa iski của tổ iski ở đây là làm cho ai ý thức về cái gì đúng không là làm cho uh, mục đích là để cho cái uh, sinh viên các cái bạn sinh viên ý thức về cái việc tiết kiệm cái phí Uh, copy thì cái này là bị sai người ta không nói gì đến cái việc tiết kiệm ở đây cả. Câu hai là gì ạ? Dai các cái xe ga ô của no copy ô tô được ni cô Mục đích là để làm cho Uh, các bạn uh, sinh viên có thể uh, copy được nhiều thì nó không phải là copy được nhiều nha các bạn, nó không phải là uh, để cho mọi người có thể copy được nhiều hơn mà để uh, phư tan cơ đúng không để giảm cái gánh nặng. Nó không có đắt nhưng mà khi mà photo nhiều thì nó sẽ làm cho uh, sinh viên cuộc sống của sinh viên nó gọi là trở thành gánh nặng thôi. Nên là nó có cái từ phư tan để là đáp án này nên nó không phải là cái số lượng nha các bạn. Câu 4 là gì ạ? Dai các cái xe mưu kê nộ jo hō copy o sơ teikyō suru koto. Thì câu 4 ở đây là mục đích là cung cấp gì? Cung cấp cái thông tin để dành cho phía các bạn là sinh viên đúng không? Sử dụng máy copy để mà cung cấp cái thông tin dành cho các cái bạn sinh viên thì câu này cũng không hề nói tới rồi. Nên đáp của mình nó chỉ có 3 rồi. Tiếp đến mình sẽ đọc cái câu số 2 rồi đọc tiếp này. wa sareba dōshite copy dai <laughs> o mureoni dekiru no ka? thì chúng ta sẽ đọc tiếp cái phần nội dung của cái bài đọc nhé. Đều ạ, à, karera wa doi atte kopi tai o mulio ni shita no à, Vậy thì uh, à, tại no ka là là làm thế nào đôi áp tệ đúng không làm thế nào mà carrera là họ lại có thể mư liêu ní sự nani nani ố nani nani ní sự biến cái gì đó thành cái gì là biến cái uh, số tiền photocopy lại uh, trở thành gọi là miễn phí được đúng không làm thế nào mà họ có thể miễn phí được cái số tiền photocopy số đây quá số đây quá ở đây chắc chắn là để giải thích rồi là số đây quá khi yêu cô idea kara hajimatta à, so wa là đó là nó bắt đầu hajimatta là được bắt đầu từ một cái ý tưởng được mang tên là liosio là sử dụng cái số tiền phí quảng cáo từ phía công ty uh, shikumi đã cái cơ cấu của nó thì như sau này ma dự konokai sao ạ cô cô cứu kureru kigyo bosushi cô cô cự là đầu tiên thì sẽ bô siêu là tập hợp mà các cái công ty mà cư um, là trả cho họ đấy ở đây chủ ngữ của mình vẫn là carrera nhé là cư uh, là mình nhận được cái gì từ ai mà thì mình đang nói là những cái bạn học sinh này lập ra công ty và đi bô siêu là đi uh, tuyển tập hoặc là đi uh, chiêu mộ các cái doanh nghiệp mà uh, giúp họ trả cái tiền quảng cáo đúng không? thì là cái công ty này nó chính là cái công ty mà uh, năm cái bạn uh, sinh viên này lập ra này, thì là cái công ty này đã đi tập hợp rồi chiêu mộ các cái doanh nghiệp mà giúp họ trả cái tiền quảng cáo này, uh, cô cô cự liếu mua đau và nhận được cái tiền quảng cáo. So stay, uh, sono kiyo no cô copyshi inạ copyơ và uh, sẽ in in ra cái mặt sau của cái tờ giấy photocopy đấy cái quảng cáo của cái công ty đó rồi xét uh, tội là uh, thiết lập vào trong cái máy photocopy miễn phí đấy và đặt ở các cái trường đại học các sẽ ra con copy ký ổ chí cao tốt Copy yô xí nó ổ mô tê nữ mà Các sẽ nó tốt copy ra ra nữ khi cô cô cử gạt Như vậy là khi mà sử dụng cái máy copy này Các sẽ là khi mà sinh viên sử dụng cái máy copy này Thì là cái uh, Nhiều hóa là ở mặt trước của cái tờ giấy copy uh, sẽ là cái uh, nội dung photocopy của cái học sinh đó này còn ở phía đằng sau thì nó sẽ nô được là đăng tải cái tờ quảng cáo của công ty chứ mà đi <laughs> copy yoshiga Kiyo no koukoku ni tối to iu wakeda Wakeda có nghĩa là Nói tóm lại có nghĩa là Cái giấy photocopy thì sẽ là Cũng sẽ trở thành ni được Cũng sẽ trở thành cái tờ quảng cáo của công ty Kono kai sa wa kono yo ni shite Eta koukoku ke sailyou Muryou koppi ki no ke ni atete được no da Như vậy là cái công ty này thì làm sao Kono tệ là bằng cái cách làm như vậy thì đã làm sao, đã ATT được, ATT được ở đây là bố trí sắp xếp đúng không, sắp xếp cái ố này cái tiền phí đăng tải quảng cáo mà có được để thanh toán cho cái chi phí của cái máy photocopy miễn phí. Đấy thì cái công ty này thì vẫn là cái công ty mà bạn năm cái bạn là sinh viên này người ta tạo nên thì đọc đến đây chúng ta đã biết được là cái lý do tại sao mà lại có thể uh, cái phí photocopy lại có thể uh, miễn phí rồi đúng không ạ? thì khi đọc cả cái đoạn này chúng ta sẽ uh, biết được cái lý do mà tại sao mà cái phí photocopy lại có thể uh, miễn phí được. Uh, đó là cái chi phí quảng cáo mà cái công ty này nó nhận được. À, từ phía các cái công ty mà muốn quảng cáo đúng không? Sau đó là uh, sẽ lấy cái số tiền đấy để trả cho cái chi phí máy copy photocopy miễn phí. Nên là đáp án của mình nó là cái số mấy ạ? Bây giờ mình sẽ đọc dần nhá. Các cái xe ga harau beki copy daio quảng cáo phí Nghĩa là công ty có thể CQ là yêu cầu, yêu cầu đây là yêu cầu thanh toán ấy, yêu cầu thanh toán cái chi phí tiền copy mà cần phải mà uh, sinh viên cần phải trả uh, đối với hoặc là cho các cái doanh nghiệp mà uh, với cái chi phí là chi phí quảng cáo thì có phải không ạ Ở đây là cái từ CQ này bản chất của mình nó có nghĩa là uh, yêu cầu thanh toán như các bạn yêu cầu tiền này đúng không? Thì là người ta hay dùng cái từ CQ này à tổ đây, có nghĩa là sau sau đó đúng không? Có nghĩa là cái doanh nghiệp này có thể là yêu cầu thanh toán cái tiền phí copy đấy uh, cho các cái doanh nghiệp um, sau uh, với cái uh, số tiền nó tương ứng với lại cái chi phí quảng cáo thì cái này nó đang bị sai bởi vì là ở đây trong cái bài này nó có cái đoạn là ma dự này này, có là trước tiên là công ty này sẽ phải đi tập hợp các cái doanh nghiệp mà Trả cái tiền quảng cáo cho họ Sau đó là cái tiền quảng cáo đấy Nó sẽ được chi trả và Sắp xếp bố trí thanh toán cho cái tiền phí Của cái máy photocopy miễn phí đấy Nên là cái đoạn mà Ato kara mà này là là bị sai nha Câu 2 là gì ạ Kiyo no koko kuka Egakareta Kopikiyo kiyo kara Karirei kara Bởi vì là uh, Có thể mượn từ các cái doanh nghiệp Cái máy photocopy mà đã vẽ sẵn hoặc là viết sẵn cái quảng cáo của doanh nghiệp thì cái này bị sai rồi không phải là mượn cái máy photocopy từ doanh nghiệp cái này người ta không nói tới câu ba là gì ạ cô cô cửa gã kê sai sa đề tạ copy yo shio kiyo kara te kyo ste morai được kara bởi vì công ty nhận được cái sự cung cấp giấy photocopy mà có đăng tải cái tờ quảng cáo từ phía doanh nghiệp thì cái này cũng 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 bị sai không phải là công ty Stemorai được là không phải công ty nhận được cái sự cung cấp cái giấy photocopy đấy mà là công ty sẽ làm sao công ty sẽ đi thu thập các cái doanh nghiệp mà trả tiền quảng cáo này sau đó là uh, sẽ in cái tờ sau đó là sẽ in cái quảng cáo của công ty đấy ra phía sau của cái mặt tờ giấy photocopy. Thì ở đây mình sẽ thấy cái kono cai xạ hóa ở đây là cái chủ ngữ nhá. Cái chủ ngữ là cái công ty của cái bạn sinh viên này sẽ đi uh, thu thập các cái doanh nghiệp quảng cáo, sau đó là chính cái công ty này sẽ in ra cái mặt sau của cái tờ giấy photocopy cái tờ quảng cáo của cái doanh nghiệp đó nên là cái ý mà người ta nói là À, công ty à, phía doanh nghiệp đấy à, cung cấp cho cái công ty này cái giấy photocopy mà đã đăng tải sẵn cái quảng cáo đấy là bị sai. Sai về chủ ngữ rồi và cũng sai về ý rồi. Câu 4 là gì ạ? Kigyo kara cô cự ke sai riyo copy kopī kī no kehi to shite tsukairu kara. Thì cái câu này nó chính là đáp án của bài, đó là cái đó là doanh nghiệp này đó là cái công ty này có thể sử dụng cái tiền phí quảng cáo mà nhận được từ các doanh nghiệp như là cái tiền kinh phí cho cái máy photocopy và đáp án ở đây nó chính là trùng khớp với lại cái phần bôi đậm mà mình nêu ra ở đây Đó là bằng cái cách như là trên đấy đúng không? Bằng cái cách là đi uh, chiêu mộ này rồi in cái tờ giấy copy ra mặt sau như thế Thì là sẽ lấy cái tiền phí quảng cáo mà nhận được để mà ATT được là phân phối, phân phát Rồi chia đều cho cái uh, phân phát, phân bố rồi uh, sắp xếp cho cái phần kinh phí của cái máy photocopy miễn phí đó Nên là đáp án của mình nó chính là cái số 4 À, bây giờ cái câu số 3 mình sẽ đọc tiếp này. litento to aru ga kono bunso kara wakaru kigyo ni tote no liten ma nani ka. Cái uh, lợi ích, cái lợi điểm đối với các cái doanh nghiệp mà, mà trong cái đoạn văn này người ta chia sẻ nó là gì đấy. Thì bây giờ mình sẽ đọc nốt cái đoạn cuối nhé. Kono shikumi wa kokoku o kesai suru kigyo ni tote mo liten ga aru cái cơ cấu này cái cách mà sắp đặt như thế này thì cũng có cái lợi ích đối với cả các cái doanh nghiệp mà đăng tải quảng cáo này ra xe kế nộ cô cô của các tay no cô cả đa nô đà đây nó chính là miêu tả cái lý do của cái câu đằng trước là cái lợi ích cái lợi ích của nó là gì ạ đó chính là cái lợi ích là đa xây dựng là có thể đưa ra cái uh, tờ quảng cáo dành cho học sinh sinh viên một cách có hiệu quả mà chỉ dành cho đối tượng là học sinh sinh viên thôi. Uh, Chirashi to chikatte yomazu ni sterare koto no nai copy yo nara gakusei ga kokoku koko o miru kanosei ga takai. Chirashi ở đây là cái tờ uh, tờ rơi đấy, có là khác với cái tờ rơi thì là nếu như mà là cái tờ giấy photocopy uh, thì nó sẽ không bao giờ có cái chuyện cô này đây là không bao giờ có cái chuyện là nó sẽ bị vứt đi mà không được đọc và các học sinh sinh viên thì có khả năng cao là sẽ nhìn vào cái tờ quảng cáo đó này sai và no Hyộ siêuộ cử Tô sự okuno kigioga koko no tối ưu trên thực tế thì là có rất là nhiều các cái doanh nghiệp đã đăng tải các cái tờ quảng cáo mà uh, lấy cái tổ nani nani ô nani nani tố sự là lấy cái sản phẩm uh, chủ lực đó là uh, dành cho những cái bạn trẻ ngon và đăng tải các cái tờ quảng cáo với những cái sản phẩm như vậy gakuse no idea o ikasta kunoyo na kaisawa côn gỗ mộ phuê tê cự đà rồ các cái doanh nghiệp kiểu như thế này à, là các cái doanh nghiệp mà đã phát huy được cái ý tưởng của sinh viên ấy, thì sau này côn gỗ mố sau này sẽ còn à, tiếp tục tăng phải không nào cái từ đà rồ ở đây là tác giả đang kêu gọi cái sự đồng tình của người đọc đấy thì bây giờ cái lợi ích của cái việc này nó chính là cái gì ạ nó chính là cái nô đà đấy nó chính là nó sẽ đem lại cái sự hiệu quả đối với những cái quảng cáo mà chỉ dành cho phía bạn học sinh, sinh viên Đúng không? Vì nếu như mà là những cái tờ giấy mà tờ rơi quảng cáo thì là sẽ sẽ không đọc đúng không? Nhưng mà nếu như mà là cái tờ giấy photocopy thì cô Tô Nai không bao giờ có cái chuyện là không đọc mà vứt đi Nên là khả năng cao là sinh viên người ta sẽ đọc Đấy, nên là đáp án của mình nó là cái số 1 này luôn này Là tai số đai các cử xe ni shibori kome rự nổ đệ Cô cả tê cô cô ô đa Bởi vì là nó sẽ sibori kome là lọc này Hay còn gọi là chỉ có uh, thâu tóm hoặc là tóm gọn uh, Các cái đối tượng là phía các cái bạn sinh viên thôi nên là sẽ đem lại cái tính hiệu quả cho các cái việc quảng cáo nên là đáp án của mình nó chính là cái số 1 này lợi ích đó chính là nó sẽ cô cả teki <laughs> ní đa rự dành cho cái đối tượng là gakuse ní tai nên đáp án của mình nó chính là tai gakuse ni này cái từ mà sibodi Uh, komeru này nó bằng với cái ý là gakuse ni tai no đúng không là nó chỉ uh, thâu tóm hoặc là tóm gọn vào trong cái đối tượng là học sinh sinh viên thôi nên là nó sẽ mang lại cái tính hiệu quả cao này câu số 2 là gì ạ cô cô cứ tai sự gakuse no han no cô của no so hin ni ikaseru cái cái ý này thì không hề nhắc tới trong bài rồi ý này có nghĩa là có thể phát huy được cái uh, uh, phản hồi của học sinh sinh viên đối với cái tờ quảng cáo đấy dành cho cái sự phát triển sản phẩm sau này thì cái này nó không hề thu thập ý kiến hay là cái hano gì của học sinh cả nên câu hai này cũng bị sai câu ba là gì ạ chirashi yori sterare nikui no de koko koku o da su kai su ga là giảm được cái số lần đưa ra các cái quảng cáo bởi vì là so với lại các cái tờ rơi thì nó sẽ khó mà có thể vứt đi thì cái đoạn mà Steranenicui này thì là người ta không có nhắc tới này. Tiếp đến cái cai sư gái Hera sự này người ta cũng không nhắc tới này. Nên câu ba này cũng sai nốt. Câu 4 là Dai ga ke oto hoka no hito ni mo no sen de là thông qua sinh viên thì có thể Uh, tuyên truyền cái sản phẩm quảng cáo đối với cả người khác thì cái ý này người ta cũng không hề nói tới. Nên đáp án của mình nó chỉ là cái số 1 thôi. Thì trong cái bài này chúng ta lại lặp lại cái cách mà mình tìm cái đáp án thông qua các cái từ uh, nối, ví dụ như là nô no, đà đấy, đúng không? Hoặc là cái sự liên kết câu ví dụ như là cái câu cuối cùng rồi của mình là cái lợi ích hay là cái lợi điểm là gì thì nó chính là nô no, đà là thể hiện cái uh, dày, lời giải thích cho cái... Uh, tên cái ưu điểm đấy nên đáp án của mình nó chính là nằm ở trong cái câu đó à, tiếp đến là mình sẽ thấy cái sự liên kết câu thông qua cái đoạn số 2 ở cái câu số 2 nữa là cái lý do tại sao đúng không đôi tệ này thì nó chính có cái từ Sô đê hóa này để mà thể hiện cái um, lý do uh, giải thích tại sao cụ thể ở phía đằng sau sau đó là chúng ta sẽ đọc hiểu và uh, tìm đáp án một cách dễ dàng hơn À, bài hôm nay của mình sẽ kết thúc tại đây. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài đọc tiếp theo nha.